Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Như thường lệ thôi, rất vui vì lại một ngày thứ hai có dịp được ngồi trò chuyện với các bạn trong một tập nữa về DeFi Discussion. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay thì vẫn là một giọng nói rất là quen thuộc với các bạn thôi. Xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em. Thì chắc là cái giờ lên sóng của cái tập podcast tuần này thì nó sẽ có một xíu đặc biệt. Nó rơi vào cái ngày đầu tiên của năm mới 2024. Thì hy vọng là những cái nội dung của cái tập DeFi Discussion tuần này thì vẫn đâu đó sẽ có những cái cảm xúc thú vị, những cái góc nhìn thú vị về không chỉ riêng về thị trường DeFi cho anh em, mà còn là những cái nguồn cảm hứng mới cho một cái năm mới, và chúng ta đang rất kỳ vọng với cái chặng đường phía trước của thị trường ha. Yeah, và chắc là follow up với cái đấy thì thực ra đến cái lúc mà podcast này lên sóng thì đến những cái khoảng thời gian đầu năm á, thì nó là một phản xạ tự nhiên thôi. Chắc là chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút, nhìn lại về một cái hành trình nguyên cả một năm đã qua. Tại vì sau 365 ngày hoặc là 366 đến năm lận thì chúng ta mới có dịp để ngồi lại với nhau và nhìn lại những cái thứ đã trải qua. Và chắc là đến lúc đấy thì tâm trạng của mọi người cũng khá là tốt, tại vì chúng ta đi qua khá là nhiều thứ trong một năm vừa qua rồi. Và thực ra là trước khi mà thu cái podcast này thì cũng thành thật với các bạn là mình với Nguyên cũng ngồi nói chuyện với nhau, và thật ra là mình không nghĩ là một năm trôi qua nhanh như vậy. Và mình cứ follow với thị trường, với tất cả mọi thứ thôi, và quay đi quẩn lại thì đúng là cái chuỗi podcast này nó mới là cái thứ mà remind lại bọn mình về ngày tháng. Dạ vâng, thì thực ra đây là số podcast thứ hai mà bọn em có dịp được nói chuyện cùng với anh Thanh. Số đầu tiên thì cũng cách đây gần đúng 2 năm, cũng là một cái dịp cuối cùng của năm cũ, năm 2022. Thì đợt đấy thì nếu mà ai đã từng nghe thì em nghĩ là từ phía của em thôi, em nhìn thấy góc nhìn của em trước là em vẫn rất là nhớ những cái gì mà anh Thanh chia sẻ từ cái đợt podcast đấy. Anh có nói là cái podcast đấy, tính là tựa đề của nó vẫn là một cái thứ em rất là thích, đó là giữ tâm thế mở để sẵn sàng đón nhận cơ hội. Trong đấy Nguyên và anh Thanh có nói chuyện với nhau về những cái thứ về thị trường liên tục đổi thay. Có những thứ mà ngày hôm nay nó có thể chưa đúng, nhưng mà ngày mai thì nó lại phù hợp. Có những thứ lại ngược lại, những thứ mà bây giờ đang ở trên đỉnh thì theo thời gian thì nó không còn phù hợp nữa. Thì theo cái tinh thần đấy thì sau 2 năm mình có dịp mà ngồi lại với nhau, thì anh, từ góc nhìn của anh Thanh á, là một người build sản phẩm, là một người làm rất là nhiều thứ với theo sát thị trường, thì anh Thanh có thấy là thị trường crypto cả thế giới, cả Việt Nam luôn, thì đã có những thay đổi lớn như thế nào? Đây là một câu hỏi rất là hay. Thì đúng là rõ ràng là cái lần trước mà mình làm cái podcast này thì chắc đã gần 2 năm rồi. Thì trong 2 năm vừa qua thì gần như là nếu mà nhìn lại về market sentiment thì có thể gọi một cách nào đó thì 2 năm của khó khăn của thị trường crypto nói chung trên khắp cả thế giới, và đó là 2 năm mà thị trường chúng ta chỉ có đi xuống hoặc là đi ngang, đúng không? Rất là nhiều cái sự kiện không mong muốn đã xảy ra trong suốt 2 năm vừa qua, và cũng rất là nhiều team đã không may mắn đã phải bỏ cuộc chơi. Nhưng mà từ đó cũng là có rất là nhiều cơ hội mới được mở ra, và cũng rất là nhiều tay chơi mới đã xuất hiện. Thì từ góc nhìn của anh thì trong 2 năm vừa qua, đầu tiên mà có thể thấy được rằng là điểm mà mình nghĩ rằng là vui mừng nhất đó là cộng đồng crypto tại Việt Nam vẫn stay, vẫn ở lại, và thậm chí là còn phát triển hơn so với thời điểm trước. Và cái thứ hai nữa rằng là trong 2 năm vừa qua, cái số lượng những người mà người ta không bỏ cuộc và người ta vẫn ở lại với thị trường, thì bây giờ người ta trở nên gọi là người ta đã hiểu hơn cái kiến thức, cái bề dày kiến thức cũng như là kinh nghiệm, trải nghiệm của họ bây giờ với thị trường nó đã trở nên sâu hơn rất là nhiều so với ngày trước. Thì và cũng như là cái đặc tính mà skin in the game của những cái người chơi này càng ngày nó càng tăng cao, cho nên là mình nghĩ rằng là cái cuộc chơi cho cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ trở nên thú vị hơn. Bởi vì khi mà trong một cái cuộc chơi mà có nhiều người đều đã bắt đầu rất là nhiều kinh nghiệm thì cuộc chơi nó sẽ trở nên càng thú vị, đúng không? Nó đòi hỏi là bắt đầu là cái kinh nghiệm, kiến thức cũng như là kỹ năng của từng người nó càng ngày nó càng phải lên sắc bén hơn, và đôi khi nó là bản lĩnh nữa. Ở mặt bằng chung của thế giới á, thì mình thấy rằng là những cái xu hướng ngắn hạn nó đã dần dần nó biến mất đi, và nó quay lại những cái catalyst lớn nhất, ví dụ giống như là Bitcoin hay là Ethereum hay là những cái nền tảng Layer 1. Thì
Mình nghĩ đó là một cái tín hiệu mừng, cũng như là trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy được rằng là Bitcoin ETF đã được phê duyệt, thì mình nghĩ rằng đó là một cái cột mốc lớn nhất trong 2 năm vừa qua. Mặc dù trong 2 năm rất là nhiều thứ khó khăn đã diễn ra, tuy nhiên là chỉ trong một cái khoảng thời gian ngắn gần đây thôi, chúng ta đã thấy được rằng là rõ ràng là Bitcoin cũng như là cái thị trường crypto này đã bắt đầu được đón nhận bởi những cái gọi là old money, những cái định chế tài chính cũ. Và mình nghĩ là sớm thôi chúng ta sẽ nhìn thấy được là một cái, khi mà tất cả những cái gọi là những cái dữ kiện, những cái điều kiện thuận lợi, những cái yếu tố gọi là đã chạm được, gọi là đã chín mùi, đã hội tụ được, thì nó sẽ là cái thời điểm vàng của crypto để chúng ta nhìn thấy được một cái mùa xuân mới. Thì 2 năm vừa qua thì nó có rất là nhiều thứ xảy ra, nhưng mà nhìn chung lại thì mình nghĩ rằng là cái keyword lớn nhất đó là mọi người đã survive được, đã tồn tại được, đã phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, và đã sẵn sàng cho một cái season mới, một cái chu kỳ mới nữa của crypto. Ok, thì cái thời điểm đầu tiên mà tại sao Pendle lại có cái ý tưởng như vậy, tức là có ý tưởng tạo ra Pendle, đó là từ năm 2020. Lúc đấy là, nếu các bạn nhớ là DeFi Summer, thì có rất nhiều các coi như là các nơi mà mình có thể yield farming được với những cái lãi suất rất là cao, nhiều khi là chục nghìn phần trăm kiểu vậy. Và lúc đấy thì nói chung là rất là vui, rất là exciting, rất là nhiều thứ hay ho xảy ra trong DeFi. Nhưng mà một trong những cái mà điểm mà mọi người trong team lúc đó, tại thời điểm mới đó, có thể thấy là cái yield này nó không thể nào mà có thể kéo dài được trong một thời gian dài, vì rõ ràng nó sẽ là rất là ngắn hạn. Vì thế cho nên là tự dưng mọi người sẽ nghĩ đến việc là liệu cách nào có thể giúp cho người dùng hay là mọi người có thể là cố định được cái yield đó. Ví dụ như là bây giờ yield đang rất cao như vậy, thì có cách nào có thể là mình lock in được cái yield đó, mình fix được cái yield đó trong một thời gian có thể là một vài tháng hay thậm chí là một năm chẳng hạn. Thì cái này nó cũng tương đương với cả một cái ở trong thị trường tài chính truyền thống, đó là cái thị trường mua bán lãi suất, gọi là interest rate swap ạ. Thì qua một số cái bọn mình tìm hiểu về thị trường tài chính thì cũng có thể thấy là cái này gần như là một cái bước phát triển tiếp theo khá là tự nhiên của một thị trường tài chính, của một hệ thống tài chính, đó là khi mà có yield, khi mà có lãi suất thì sẽ dẫn đến cái nhu cầu là mọi người muốn và cần được coi như là quản lý cái lãi suất đó, quản lý cái yield đó. Thì đó là cái dẫn đến cái ý tưởng cho Pendle. Còn cái phần thứ hai của câu hỏi của bạn là suốt từ thời gian đó là team đã build coi như là Pendle V1 đi, suốt từ cuối năm 2020, launch vào khoảng giữa năm 2021. Thì Pendle V1 lúc launch ra, lúc đấy thì không phải nhiều người biết đến cho DeFi, tại vì thực sự là Pendle V1 có một số cái hạn chế liên quan đến nhiều phần, ví dụ như là khó dùng, khó sử dụng, và khi mà mọi người cung cấp thanh khoản thì cũng cái trải nghiệm không được tốt lắm, rất là khó. Vì thế cho nên là cả team đã, tức là cái thời đấy là có thể là thời điểm khó khăn nhất của Pendle, đó là khoảng năm đầu đến giữa năm 2022 năm 2022, đấy là lúc mà Pendle V1 vẫn kiểu như là vẫn chưa có được adoption tốt, và lúc đấy là tụi mình đã phải coi như là ngồi lại bàn với nhau để mà tạo ra coi như là làm lại luôn cái protocol để cho Pendle V2. Và thì từ lúc Pendle V2 được launch vào cuối năm 2022 cho tới thời điểm sau đấy, thì thực sự là Pendle mới có được người dùng, mới có được coi như là adoption thực sự. Và cái thời điểm mà lần đầu tiên mà Pendle có 50 triệu trong TVL đó là đầu, chắc là khoảng tháng 4 năm nay. Thì cái lúc đó ấy, cái cảm xúc của mình rất là đấy, thì coi như là toàn bộ những cái cố gắng của cả team coi như là phải đập đi xây lại cả protocol từ V1 lên V2 là coi như đã được đền đáp. Và lúc đấy nói chung là khá là vui, rất nhiều các bạn bắt đầu vào Discord của Pendle hỏi là ồ thế thì dùng như thế nào, tại sao lại như thế, và người ta thực sự là dùng Pendle với cái cách mà người ta nên dùng Pendle, đó là quản lý cái yield và cái lãi suất của họ. Thì đó là mình có thể chia sẻ một chút về cái quãng đường và cũng như là cái khoảnh khắc mà Pendle coi như là có được nhiều adoption từ đầu năm nay, khoảng đầu năm nay. Nhưng mà với Nguyên đi, từ cái đợt mà mình làm podcast về Modular Blockchain cũng như là Monolithic Blockchain, thì Nguyên có những cái update gì mới về cái chủ đề này? Thực ra cũng lâu rồi ha, tức là cái một cái tập mà bọn mình lần đầu nói về từ khóa modular này cũng rất là lâu rồi, từ cái hồi mà những cái số tập nó còn là 2 số cơ, cách đây 1 năm hơn. Nếu mà đảo lại những cái meme á, những cái meme mà mọi người hay đùa với nhau ở trên Twitter cách đây một
năm hơn thì chắc là mọi người cũng biết đến cái meme Solunavax là cái meme mà rất là nhiều, tức là tại vì hồi đó là các cái blockchain này nó boom rất là mạnh ở thời gian đó, xong mọi người hay có cái meme nó hợp vần Solunavax. Thì một tuần đổ lại đây á thì cái meme này bắt đầu nó thành là Solestia, thì nó là ghép của Solana, một cái blockchain mà nó cũng boom khá là mạnh cách đây độ khoảng 2 tháng thì bắt đầu nó boom mạnh. Và một cái giải pháp khác là Celestia, một cái đại diện modular cho cái mạng data availability, thì tụi mình cũng có một cái tập để nói riêng về các cái giải pháp data availability rồi. Thì Celestia là một cái đại diện của cái mạng này. Thì thì khi mà hai cái tên của hai cái trường phái tiếp cận nó khác nhau, nó boom á, thì tất nhiên là nó sẽ thu hút những cái người dùng, gọi là những cái thế hệ đầu tư mới những cái thế hệ đầu tư mới quan tâm đến cái cách tiếp cận của các cái dự án này. Rồi thì tất nhiên là các cái KOL mà họ đứng sau, họ hỗ trợ những cái giải pháp này thì họ cũng có những cái gọi là trao đổi chiêu thức với nhau ở trên Twitter một xíu. Thì trong tuần qua thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được những cái câu chuyện liên quan đến cái chủ đề của hai cái cách tiếp cận này. Thì đó là cái mình thấy gọi là nó khác biệt so với giai đoạn trước, đó là chúng ta bắt đầu thấy một cái đối trọng khác của các cái blockchain layer 1 rồi. Một cái cách tiếp cận khác, đó là cái cách tiếp cận modular. Điển hình ở bên các cái hệ sinh thái của Ethereum thì các cái giải pháp modular nó đã bắt đầu nó lắp ghép vào trong những cái bộ máy của hệ sinh thái Ethereum rồi. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy là nó đôi chút khác với lại cái giai đoạn là bull market đợt trước đó. Thì một vài cái màu đầu một xíu để nó mang cái tính cập nhật hơn về những gì nó đang diễn ra ở trên các cái diễn đàn, các kênh media, các cái mạng xã hội. Một cái drama liên quan tới cái câu chuyện mà Azalea Alone, cái token này. Còn một cái nữa là mình đã nhắc tới là một trong những cái thuật ngữ mới mà bên phía Azalea đưa ra, đó chính là Universal Intersubjective Work Token. Thì sau khi đã đọc hai cái bài blog của Azalea thì nói thật là em vẫn chưa thể nào gọi là hình dung được là cái token này nó sẽ hoạt động như thế nào, nên chắc là sẽ phải nhờ tới anh Nguyên nhỉ. Ok, thì nói một xíu về cái khái niệm này thì nếu mà anh em quan tâm đến những cái chi tiết thì có thể tìm đọc một cái bài viết mà có thể coi là một cái tóm gọn lại của mình, những thứ mình hiểu về cái khái niệm này, thì anh em có thể tìm đọc về cái khái niệm này ở trên coi số 8, một cái bài viết riêng. Còn để mà gọi là nói về cái lý do mà họ sử dụng cái khái niệm này thì chúng ta cũng cần phải hiểu là có hai cái tác vụ chính, là cái tác vụ objective, tức là cái tác vụ mà có thể xử lý tranh chấp ở trong nội bộ của Ethereum, và nó có những cái luật lệ mà cái hệ thống máy ảo EVM nó đã đặt ra sẵn để nó xử lý những cái tranh chấp này. Còn cái câu chuyện về intersubjective là cái câu chuyện nằm ngoài cái mạng lưới của Ethereum, thì đây là cái bài toán mà Eigenlayer họ đặt ra để họ xử lý. Thì cái khái niệm intersubjective này thì chúng ta có thể hiểu nó là một cái tác vụ nằm ngoài cái phạm vi điều chỉnh của Ethereum. Hiểu nôm na là những cái câu chuyện liên quan đến Oracle chẳng hạn thì nó nằm ngoài cái phạm vi, tức là những cái đơn vị cung cấp data từ bên ngoài cái mạng lưới của Ethereum thì có người sẽ cung cấp ở giá A, có người cung cấp ở giá B. Thì cái câu chuyện đó thì để mà nội bộ cái mạng lưới Ethereum nó có thể xử lý những cái tranh chấp đó thì nó cũng khá là khó. Hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến khả dụng dữ liệu chẳng hạn, như chúng ta nói rất là nhiều ở trong cái giai đoạn đầu năm 2024, thì nó cũng là một cái định dạng về intersubjective. Thì nói đến đây thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là ủa bây giờ Eigenlayer họ đẻ ra một cái cơ chế là restaking đúng không? Thì cái việc mà chúng ta restake lại cái Ethereum của mình và tạo ra một cái lượng giá trị, người ta gọi là cái lượng giá trị an ninh đi, security value đi, và sử dụng cái lượng giá trị này để xác thực cho những cái mạng lưới IVS chẳng hạn, thì nó là cái mục tiêu ban đầu của Eigenlayer. Vậy thì tại sao phải đẻ ra một cái token mới và một cái mạng lưới mới trong khi không sử dụng cái cơ chế cái lượng giá trị an ninh mà đã được tạo ra bởi cái restaking? Thì nhiều anh em sẽ thắc mắc về cái câu chuyện này, và đây cũng là một cái chủ đề mà người ta bàn tán rất là nhiều. Thì về cơ bản, theo cái tài liệu của Eigenlayer họ công bố thì những cái tác vụ intersubjective á là những cái khái niệm mà những cái tác vụ mà gọi là mình dùng cái từ của cá nhân mình hiểu thôi nha, là những cái câu chuyện mà liên quan đến ngoài phạm vi của EVM, ngoài cái phạm vi của blockchain. Thì khi mà sử dụng cái mạng lưới restaking và có xảy ra tranh chấp thì nó sẽ cần phải đối chiếu rất là nhiều với lại cái mạng lưới gốc, là cái mạng lưới Ethereum, và lúc đó thì cái sự chồng chéo về mặt consensus nó sẽ xảy ra. Tức là
hiểu nôm na là cái mạng lưới restaking, chúng ta có thể tạm coi nó là một cái mạng lưới xác thực riêng, và mạng lưới của Ethereum là một cái mạng lưới xác thực riêng. Thì khi mà có những cái tranh chấp liên quan đến vấn đề phức tạp ở ngoài blockchain thì hai cái mạng lưới này nó sẽ phải đâu đó nó phải tương tác và nó đối chiếu với nhau để xử lý cái vấn đề đó, thì nó khá là phức tạp và nó chồng chéo. Và Vitalik cũng đã đề cập đến cái câu chuyện này, tức là nếu như mà làm thêm một cái mạng lưới như vậy á thì nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là overload cho cái cơ chế đồng thuận. Thì đó là cái vấn đề mà Eigenlayer họ nêu ra khi mà họ không sử dụng cái cơ chế restaking cho những cái tác vụ intercept subjective như vậy. Thì nói như vậy không có nghĩa là restaking nó sẽ không được sử dụng, mà là restaking nó vẫn sẽ sử dụng, nhưng mà nó cho những cái tác vụ objective. Những cái objective tức là những cái tác vụ mà bản thân cái những cái tranh chấp nó đã được quy định, nó có những cái luật được quy định để xử lý thông qua cái hệ thống máy ảo EVM. Thì cái restaking nó vẫn được sử dụng cho những cái tác vụ như vậy. Nhưng những cái tác vụ intersubjective chẳng hạn, những cái tác vụ bên ngoài và nó phức tạp hơn thì người ta sẽ sử dụng một cái cơ chế token mới. Thì đây là lý do tại sao mà chúng ta có một cái eigen và một cái mô hình hai token quản trị. Như anh em cũng đã thấy và đọc rất nhiều ngày gần đây. Trong tập tuần này thì hãy cho phép bọn mình tự đeo lên một cái lăng kính mà nó hơi tiêu cực một xíu để chúng ta ngồi soi với nhau thử xem là cái câu chuyện về restaking và liquid restaking này nó có cái vấn đề gì tiềm ẩn ở đó hay không. Thì tất nhiên là chúng ta nói cái câu chuyện ngày hôm nay không có mang mục đích là food hay là cái gì cả, mà chúng ta cố gắng tìm đâu đó những cái ngóc ngách mà có thể là nếu như mà theo dõi những cái thông tin ở trên các cái diễn đàn hoặc là trên mạng xã hội thì có thể chúng ta sẽ đâu đó sẽ bỏ qua. Thì ok, chắc là câu hỏi tiếp theo liên quan đến câu chuyện là liquid restaking, thì theo Tiến á, là có cái trường hợp nào mà có thể ảnh hưởng đến cái tỷ giá của các cái liquid restaking token này, và nếu như mà nó có những cái hiện tượng mà debug mà có thể gọi là sâu á, chúng ta thấy có những hiện tượng debug như vừa rồi, nhưng mà có thể một vài cái lý do nó sẽ khác, nhưng mà nếu như mà xuất hiện một cái trường hợp mà nó dẫn đến những cái debug sâu á thì những cái trường hợp nó sẽ cụ thể như thế nào, và nếu như mà xảy ra những cái trường hợp đó thì có những cái rủi ro nào hay không. Thì không biết là góc nhìn của Tiến về câu chuyện này là như thế nào. Giống như anh đã nói ở buổi của khúc đầu của tập podcast ha, thì theo em thấy thì ở thời điểm hiện tại nhé, thì cái phần lớn những cái sản phẩm liquid restaking token đang bị debug thì theo em là đang có đến từ một vài nguyên nhân. Thứ nhất là cái thanh khoản nó không đủ, giống như ở pool thanh khoản của Buffer Finance với là Interfi, chúng đều bị debug, có thể nói là cũng tương đối nặng nếu so với lại một cái cặp mà một cái cặp được bet với lại ETH 11 như vậy, thì em nghĩ là nó bị debug tương đối nặng. Nhưng mà một cái pool khác là pool của KepDAO thì thậm chí cái giá của restaking RSETH, restaking ETH của họ đang vượt lên so với mức giá ETH thông thường, là theo em để ý thấy là bởi vì thanh khoản của họ ổn định và dồi dào. Thì cái vấn đề, một trong những vấn đề mà em đang hình dung ra ở đây đó chính là vấn đề về thanh khoản. Vậy thì cái vấn đề về thanh khoản này nó gợi ra khá là nhiều những cái câu chuyện trong quá khứ ha. Ví dụ như là vấn đề câu chuyện của Gerald Capital với lại là khi mà họ lúc cái cặp mà ETH, STETH hồi năm 2022 nhỉ. Đó, thì cái việc mà lúc quá nhiều ra, và bởi vì chúng ta vẫn hay nghĩ là đó là một cái cặp giao dịch tương đối an toàn đúng không? Bởi vì thanh khoản của họ khá là lớn. Nhưng mà tới cái lúc mà thị trường rơi vào có một cái sự kiện thiên nga đêm Black Swan gì đó, thì thị trường rơi vào hoạn loạn đúng không, thì bắt đầu là mọi người tìm cách là exit khỏi những cái sản phẩm phái sinh đó và để quy về stablecoin hoặc là quy về một cái loại tài sản khác. Thì khi mà họ bắt đầu exit khỏi những cái liquid restaking token này, và nó sẽ khiến cho cái hàng chờ nó sẽ bị đầy và họ buộc sẽ phải exit qua những cái pool thanh khoản, và câu chuyện nó sẽ giống như thời điểm đó, và nó khiến cho giá của những cái liquid restaking token này nó bị debug dần dần và debug nặng. Và với những cái sản phẩm mà liquid restaking token ở thời điểm hiện tại, là mặc dù là họ chưa có, mặc dù em để ý thấy là chưa có bất kỳ một cái kiểu một cái bên thứ ba nào cho phép sử dụng, làm để cho phép sử dụng là như là một cái tài sản thế chấp hoặc là gì đó, nhưng mà em nghĩ là sẽ có trong tương lai thôi, thì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng bị thanh lý. Và nó, nếu mà sản phẩm này được sử dụng đòn bẩy quá mức giống như mà Gerald Capital đã làm vào cái thời điểm đó, thì nó sẽ dẫn đến cái hiệu ứng là bị thanh lý và bị thanh lý hàng loạt. Thì đó là một trong những thứ mà em hình dung ra trong đầu em khi mà em nghĩ tới trường hợp này. Bởi vì ở thời điểm hiện tại Azalea muốn mọi người mà muốn
rút khỏi ấy, rút cái sản phẩm, rút cái ETH ra khỏi Ether Layer thì cũng phải mất đâu đó khoảng 7 ngày thì phải. Đó, thì câu chuyện nó sẽ dễ hình dung ra như vậy. Tức là bây giờ chúng ta, hồi xưa á, là cái câu chuyện của 3C, 3R Capital á, là cái giai đoạn đó là SDETH không có, gọi là không có convert lại được cái dạng ETH thô, đúng không? Tức là tại vì lúc đó chúng ta chưa có cái nâng cấp sang 2, thì khi mà họ thế chấp cái SDETH đó và họ vay ra ETH để họ mua lại, họ lúp lại thêm một vòng nữa SDETH để tăng cái đòn bẩy của mình lên và để kiếm được cái mức yield nó cao hơn dựa trên một cái vốn gốc á, thì vô hình chung nó tạo ra một cái sức ép khi mà có một cái sự tháo chạy ra khỏi cái đồng liquid staking token, là thời điểm đó là SDETH. Thì bối cảnh là do không nó chưa có hỗ trợ cái tính năng rút liquid staking token khỏi Bitcoin chain. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải làm rõ với nhau cái câu chuyện là liệu cái cơ chế này nó có phát sinh bất cứ cái rủi ro nào hay không. Thì không biết là từ cái góc nhìn của anh Poseidon và những cái thông tin mà anh thu thập thì tất nhiên là có rủi ro, đúng không? Rất là nhiều người đã thừa nhận, bản thân dự án họ cũng đã disclaimer rất là rõ ràng ở trong cái doc của mình là cái mô hình này nó có rủi ro. Thì không biết là từ những cái thông tin của anh Poseidon thu thập thì có những cái rủi ro nào mà người dùng cần phải quan tâm khi mà muốn tiếp cận cái mô hình này? Thì đầu tiên mình sẽ nói thêm một chút về cái APY. Thì theo cái thông tin từ dự án á, thì sẽ có 3 cái nguồn APY, thực ra là 2 nhưng mà mình sẽ nói 3 cho anh em dễ hình dung. Cái APY thứ nhất là rơi vào cái phần mà chúng ta nắm giữ STETH và các cái loại liquid staking token khác á, thì chúng ta sẽ nhận được APY từ cái Ethereum. Cái đó thì dễ hiểu rồi, đúng không? Nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng từ 4-5%, và trong tương lai nếu mà cái lượng ETH nó deposit vào cái chain nó nhiều hơn á, thì cái APY này nó có thể giảm xuống thêm. Đó, thì cái nguồn yield thứ hai á, cái nguồn lợi nhuận thứ hai là đến từ câu chuyện đó là cái funding rate của các cái vị thế short và cái biến động trên lệch giá mà cái vị thế short mang lại. Thì cái funding rate này, nếu anh em chơi future nhiều, anh em sẽ thấy đó là cái funding rate này thì nó đơn giản, nó là một cái tỷ lệ lãi suất mà, hoặc là anh em có thể hiểu nó là cái phí giao dịch mà những cái người mà đang mở cái lệnh long hoặc short người ta phải chịu thôi. Và cái phí này là nó giúp để cho cái giá của cái thị trường hợp đồng tương lai ấy, cái future và cái giá của spot ấy, nó không bị chênh lệch quá nhiều và nó đảm bảo cho cái thị trường nó hoạt động một cái lệnh mình, tránh những cái việc người ta dựa trên cái spread, cái giãn giá để người ta tác động và can thiệp vào thị trường quá nhiều. Thì nếu mà funding rate này nó dương á, thì cái vị thế short, những người đang short á, sẽ được trả tiền bởi những người đang long, và ngược lại nếu mà cái funding rate này nó âm á, thì những người long sẽ nhận tiền từ những người short. Thì nó đơn giản, nó chỉ là như vậy thôi. Và dự án đó, người ta đưa ra một cái lập luận đó là hầu như trong cái suốt cái chiều dài lịch sử của thị trường á, thì đa phần chỉ có khoảng 20% cái khoảng thời gian đó là funding rate của Ethereum nó bị âm thôi, và còn lại là dương. Và người ta cũng dựa trên những cái dữ liệu lịch sử để người ta thống kê được là có thể tạo ra một cái mức APY là rơi vào đâu đó từ 5 cho đến 15-16% gì đó trong vòng 1 năm. Thì cộng lại nó ra cái APY của cái giao thức. Thì đó là cái bên cạnh đó nha, bên cạnh đó là sẽ có những cái trường hợp là cái vị thế short người ta có lợi nhuận do ETH giảm mà, thì người ta có thể có những cái chiến lược để đóng những cái vị thế đó và thu về lợi nhuận. Thì tổng hợp lại nó tạo ra cái APY cái mức 20-20% như vậy. Thì đó là câu chuyện về cái dự án. Còn về quan điểm cá nhân của mình thì đối với mình á, trước đây mình luôn nghĩ rằng cái biện pháp delta neutral hedging này á, đó đơn thuần là một cái biện pháp phòng thủ. Tức là khi mà ví dụ như Binance ra một cái long pass chẳng hạn, và mình mua 100 BNB để mà mình stake vào long pass, nhưng mà dĩ nhiên mình sẽ sợ đó là sau khi long pass kết thúc thì phải có một thời gian nhất định mình unstake được cái BNB của mình, và BNB lúc đó nó giảm thì mình sẽ bị lỗ một cái phần tiền. Thì mình không mong muốn cái chuyện đó xảy ra. Thì khi mà mình vừa mua 100 BNB để mình stake thì đồng thời mình mở một cái vị thế short BNB ở trên hợp đồng future, và mình short xuống thì cho dù BNB trong tương lai khi mà unstake nó giảm thì mình vẫn thu được cái lợi nhuận từ cái vị thế short, và nhờ đó là mình coi như là cái phần mua BNB của mình nó sẽ cân bằng và nó sẽ không lời lỗ gì cả, nhưng mà mình sẽ lời từ cái phần mà mình ăn từ cái long pass, đúng không ạ? Anh em có thể hiểu đơn giản như vậy. Cho nên là trong mắt người ta thì cái phương pháp là delta neutral này chủ yếu là dùng để phòng thủ, chứ ít khi mà
mà người ta cố gắng tìm cách tạo ra lợi nhuận muốn. Dĩ nhiên là vẫn được nhé, nhưng mà cái biên lợi nhuận của nó anh em sẽ hình dung nó rất là hẹp. Tại vì nếu anh em nào để ý thì cái funding rate nó rơi vào cái khoảng, đa phần nó chỉ rơi vào cái khoảng 0.1% đối với những cái loại tài sản lớn như Ethereum, và đôi lúc nó sẽ lên một tí 0.05 hay 0.06 gì đó thôi. Thực ra là tức là nó khá là thấp á, và không phải lúc nào nó cũng sẽ có lợi cho cái fair short hoặc fair long. Với lại trong cái quá trình mà người ta thực hiện cái chiến thuật này á, người ta cần phải có một cái tool hoặc là một cái bot, hoặc là thậm chí là sử dụng nhiều cái chiến lược khác nhau để mà người ta điều chỉnh sao cho hợp lý để mà tránh cái việc thua lỗ. Thì cho nên đó là một cái việc tương đối khó và nó đòi hỏi khá là nhiều chi phí chứ không đơn giản như những cái gì mà chúng ta hay nghĩ. Thì cho nên mình không chắc rằng cái thực sự cái chiến lược funding rate của dự án có thể tạo ra được một cái mức APY cao như vậy không. Mà nếu mà tạo ra được á, thì vẫn có một số rủi ro. Thì đầu tiên là anh em vẫn nên nhớ rằng dự án người ta mở lệnh short là dựa trên cái vị thế của cái tài sản thế chấp là STETH. Ví dụ như anh em đáp vào 1 tỷ đô giá trị STETH thì khi đó Athena người ta phải mở short 1 tỷ đô ETH ở thì các cái sản xuất, và 1 tỷ đô cái vị thế short đó nó sẽ được đảm bảo bằng 1 tỷ đô STETH mà anh em đã đáp vào, đúng không ạ? Và giả sử có một cái sự kiện thiên nga đa nào đó nó liên quan đến Lido hoặc là các cái giao thức liquid staking, nó khiến cho giá của các cái loại liquid staking nó bị giảm đi, mất pep. Trước đây thì STETH cũng đã có một lần mất pep, hình như mình nhớ là 8-10% gì đó rồi, thì nó sẽ khiến cho cái lệnh short của chúng ta gặp vấn đề, của Athena gặp vấn đề, và khi đó người ta sẽ cần phải có những cái nguồn tiền khác để người ta cover. Và tùy vào cái mức độ mất pep và cái lệnh short này nó có thể đơn thuần là lỗ hoặc là thậm chí là gặp vấn đề về việc là thanh lý. Thì từ trong cái giai đoạn đó cho tới thời điểm hiện tại thì em nhớ là có hai cái đợt airdrop lớn mà em để ý, đó chính là đợt airdrop của Optimism như anh Nguyên vừa mới đề cập ha. Thì đợt airdrop của Optimism đó thì với lại đợt airdrop của Arbitrum vào đầu 2023 vừa qua, đúng không? Thì rõ ràng thì hai đợt airdrop này, một đợt airdrop của Arbitrum thì nó nhắm về phía là người dùng nó đóng góp được cái value dành cho cái chain Arbitrum, bởi vì nó tính đa phần dựa trên là cái total transaction, rồi total volume, rồi số bridge qua Arbitrum, rồi nói chung là những thứ tương tự như vậy. Còn Optimism thì nó sẽ airdrop đầu tiên thì Optimism nó sẽ thiên về hướng nó đóng góp được cái sự định hướng phát triển của Optimism, như em nhớ là những cái DAO voter này, là người dùng donate trên Gitcoin, rồi multi-signer rồi đó, kiểu như vậy. Thì tới khoảng thời gian hiện tại thì như em đã nói nãy câu chuyện về Manta Network, như em đã nói thì những cái mô hình như Manta Network hoặc là Blast thì nó cho thấy những cái vấn đề rõ ràng là những cái retail user như là em thì nó liệu có thể có cứ cơ hội nào cạnh tranh đối với lại những chú cá mập, những chú cơ voi trong thị trường, khi mà những cái hồn của LLM như vậy nó liệu nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai hay không. Thì đó, thì những cái việc là trở thành những cái contributor sớm cho dự án, mình đóng góp ý kiến này, đóng góp những cái proposal này, đóng góp những proposal kia trong dự án, thì nó có thực sự là, thì rõ ràng là mình cũng đang đóng góp một cái value gì đó, đúng không? Nhưng mà nó có thực sự là có thể đem ra so sánh được với việc là đơn giản chúng ta chỉ cần ép ETH vào và đợi airdrop đến từ dự án hay không. Thì đó, thì đó cái meta thì em thấy là đã có sự khác biệt rõ ràng rồi, đúng không? Bởi vì riêng Arbitrum như em đã nói, nó có một cái threshold, tức là nó có một cái ngưỡng, với cái ngưỡng mà em nghĩ là nói chung là cũng phần lớn những retail có thể đáp ứng được. Ví dụ như total transaction hoặc là total volume thì em nghĩ là phần lớn retail có thể đáp ứng được. Tức là nó chia ra nhiều cái criteria, đúng không? Là nhiều cái điều kiện khác nhau. Thì mỗi cái điều kiện, ví dụ như là nó có 3 nấc đi, ông làm nấc 1, nấc 2, nấc 3, đụng hết nấc 3 là hết. Ông nào giàu thì có thể đụng tới nấc 3, và ông nào cà tàng thì có thể đụng tới nấc 1, nấc 2, đúng không? Tức là nó cơ hội nó sẽ cơ bản là nó khá là fair cho những cái retail. Thì cái liệu thì như hai cái đợt dự án tạo được khá là nhiều những cái, cũng không gọi hẳn gọi là nhiều tiếng vang gần đây, như là Manta hoặc là Blast, thì nó đang có hai cái mô hình mà em thấy là liệu những cái câu chuyện airdrop trong tương lai nó có thể sẽ thay đổi theo hướng đó hay không. Bởi vì nó thay đổi theo hướng đó thì retail nó sẽ có cơ hội gì. Thì hoặc là em có đọc một cái ý kiến trên Twitter thì họ có nói một cái là bởi vì cái câu chuyện airdrop trong tương lai em nghĩ là nó sẽ đi về hướng mà những ai mà biết được cách gọi là CB đúng lúc, thì những cái dự án ví dụ như mình airdrop khoảng một dự án airdrop khoảng 20-30 đô, đúng không,
thì mình biết CP, những cái dự án nó đúng lúc thì ok, mình có thể ăn được khoảng vài chục vị đến vài trăm vị nếu mà mình đủ kiên nhẫn, đủ kiên trì chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái hướng đi, mà một cái kiểu meta mà em đang nghĩ tới, hình dung tới. Còn cái việc mà liệu những cái môn well này có thể tiếp tục, nhưng mà em có nghĩ về cái câu chuyện là người ta sẽ có những cái hình thức lọc CBIN mới không? Tại vì anh thấy, cơ bản anh thấy là có một cái tập gần đây thôi, thì anh em nào quan tâm có thể xem lại, thì trong tập đó thì mình cũng xem một vài cái cách mà các cái dự án người ta sẽ có hình thức lọc CBIN mới á, tức là làm sao để truy ra được là cái ví này lên ví nào ví nào ví nào. Thì ở bên các cái mạng lưới mà cái cấu trúc nó đặc biệt một xíu, kiểu như là những cái chain nó cắm với nhau, nó liên hệ với nhau, thì có thể nó hơi khó check cái đó một xíu. Nhưng mà với những cái mạng lưới mà monolithic chẳng hạn, hoặc là với cái mạng lưới mà nó đã có một cái bề dày về dữ liệu người dùng như là EVM, thì có thể những cái câu chuyện mà lọc CBIN thì nó sẽ dễ dàng hơn trong tương lai. Thì không biết là em nghĩ như thế nào về cái luận điểm đó. Thì bởi vì em thấy rõ ràng là ví dụ như những dự án là nó có cái cách lọc mới, đúng không? Họ phát triển những cái cách lọc mới từ sau cái vụ của Arbitrum hoặc là những dự án sau này. Thì rõ ràng là người dùng thì họ cũng sẽ ok, họ cũng phải tiếp đó họ phát triển theo thôi, thì họ sẽ có những cái tiếp trick khác, đúng không? Họ những cái ví không được liên kết với nhau thì họ chấp nhận là ví dụ họ làm 1.000 ví thì ok, họ chấp nhận họ rút 1.000 lần từ từ Binance hoặc là từ gì đó về, từ KuCoin về. Họ chấp nhận họ làm như vậy thì để giảm thiểu được cái lượng tương tác giữa các ví với nhau một cách xuống một cách gọi là tối thiểu nhất, thì họ sẽ né được cái, tức là họ đi qua đường CX, đúng không? Họ đi qua đường CX. Thì đó là cũng là một cái tip em trick mà em nghĩ là có thể là hợp lý. Tất nhiên là em cũng không phải là cái kiểu người đi theo cái hướng là kiểu làm theo khoảng 100-200 em cũng rành nhiều lắm những cái tip and trick đó như vậy. Khi mà chúng ta đã vượt qua những cái đấy đó, chúng ta chụp lại với thị trường rồi, thì những cái thứ sắp tới thì chúng ta sẽ xứng đáng để được trải qua. Chúng ta đều deserve tất cả những cái chuyện đấy. Và yeah, hy vọng là chúng ta vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong thị trường này, trong DeFi discussion cũng như là với Coin số 8. Chắc là mình sẽ để nguyên. Chào tạm biệt mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe tận đến những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này. Và chúng ta sẽ có cơ hội, chắc chắn sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Bye bye anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.